Từ khi bắt đầu tháng thanh niên năm 2024 đến nay, Nguyễn Thanh Hà liên tục tất bật với các dự án hướng đến cộng đồng. Hoa hậu trẻ luôn làm tròn trách nhiệm là người đoàn viên năng động, sáng tạo, không ngừng cống hiến sức lực xây dựng quê hương đất nước. Ngoài việc đảm nhận vai trò đại sứ lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh, cô còn tham gia chương trình Chủ nhật xanh lần thứ 152 và dự án tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà cùng các bạn trẻ làm sạch môi trường nhân dịp Chủ nhật xanh lần thứ 152. Trong khuôn khổ chương trình Chủ nhật xanh, ngày 17 tháng 3, người đẹp đã cùng các bạn trẻ quận đoàn 12, Gò Vấp và thành đoàn Thủ Đức, các đơn vị đoàn trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh chung tay thực hiện cải tạo cảnh quan, làm sạch môi trường tại khu vực Rạch Mướp thuộc kênh Tham Lương, quận 12. Với người đẹp sinh năm 2004, chương trình không chỉ tạo ra những thay đổi tích cực cho môi trường, mà còn là cơ hội để các bạn trẻ hãy gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động về môi trường. Là đoàn viên, thanh niên trẻ thế hệ mới ở thành phố, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường dưới sự giúp đỡ của các trường đại học, hội phụ nữ, thành đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp, v.v. Cô tham gia nhiều hoạt động trồng cây, dọn dẹp, cải tạo cảnh quan cùng nhiều đơn vị trong 2 năm qua. Nàng hậu cũng đã gắn bó lâu dài với hoạt động Chủ nhật xanh. Chia sẻ về trải nghiệm của mình đối với chương trình năm nay, Nguyễn Thanh Hà bày tỏ, đây là cách khiến Hà cảm thấy ngày Chủ nhật có thể ý nghĩa và hữu ích ra sao với chính mình và cộng đồng, nên dù có khó, có khổ cũng không ngại. Nguyễn Thanh Hà cũng có những trăn trở trước tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng hiện nay. Cùng với đó, không gian đô thị ngập tràn rác thải ùn ứ, cảnh quan không được làm sạch, tôn tạo, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Chương trình Ngày Chủ nhật xanh phần nào giúp người trẻ ý thức hơn về những vấn đề môi trường mà cộng đồng đang phải đối mặt, để mỗi chúng ta có trách nhiệm hơn trong cuộc sống hàng ngày, người đẹp nhận định. Từ khi đăng quang Hoa hậu Môi trường Thế giới, Thanh Hà tự nhận thấy sự thay đổi lớn nhất của bản thân là nhận thức về các hoạt động cộng đồng. Nàng hậu trẻ khẳng định chiếc vương miện đã rèn giũa giúp cô trưởng thành hơn từng ngày. Với Thanh Hà, được gặp gỡ, trải nghiệm và lan tỏa tình yêu môi trường cùng mọi người cũng là những điều vô cùng đáng trân trọng. Trong khuôn khổ chương trình Chủ nhật xanh lần này, hàng ngàn thanh niên trẻ khắp thành phố cùng nhau dọn dẹp, mang lại không gian xanh sạch cho nhiều khu vực trên khắp thành phố như tuyến đường Võ Chính Công, Rạch Lăng, kênh Du Lộc, Thị Nghè, v.v. Biết được điều này, Thanh Hà hạnh phúc chia sẻ. Hà nghĩ không riêng gì Hoa hậu Môi trường Thế giới mà mỗi bạn trẻ đều là một đại sứ. Các bạn đang nỗ lực làm cho môi trường ngày một cải thiện hơn, đó là điều đáng để trân trọng.